Chào tất cả anh em, mình là Tà Độ. Hôm nay mình làm clip giới thiệu về shop độ bô ô tô bên mình em nhé. Thì rất nhiều anh em đã biết shop độ bô xe máy của mình như thế nào rồi. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu shop độ bô ô tô bên mình. Thì chỗ này là chuyên bày bô ô tô thôi em nhé. Rất nhiều anh em có hỏi mình là anh ơi, shop anh có những mẫu bô độ ô tô giá nó có đắt không? Giá là bao nhiêu? Đó. Và bên mình thì có cả những cái đuôi gió thể thao luôn nhé. Thì anh em độ bô mà lên đuôi gió thể thao nữa thì nó là chuẩn bài luôn anh em ạ. Thế nên sau mình sẽ bán đuôi gió thể thao cho những dòng hatchback này, sedan cỡ B, cỡ C đầy đủ hết anh em nhé. Đó. Thì mẫu bô độ ô tô thì nó cũng bình thường thôi, nó không quá đắt đâu anh em. Như kiểu bộ này, như một bộ như thế này thì có giá là 6 triệu anh em nhé. 6 triệu, đây là tất cả là bô độ on up. Anh em này, độ on up có 4 chế độ lổ anh em nhé. Đóng mở này và to nhỏ 4 nấc anh em nhé. Rất là tiện lợi, có là anh em thích to nhỏ đều có thể điều chỉnh được theo ý muốn. Đó. Như cái bộ này thì có giá dao động khoảng độ là hơn 10 triệu em nhé. Có size nhỏ hơn thì sẽ bé hơn. Đó. Nói chung là có rất nhiều mẫu on up, bên mình thì đa số là độ on up thôi. Đây. Chủ yếu là anh em phải lắp thêm ví dụ là như Akamovic này, chụp Akamovic này. Bên mình thì chuyên phân phối để chụp Akamovic. Đó. Ví dụ như một bộ on up này, bộ bô on up này cộng với chụp Akamovic nữa thì giá nó dao động khoảng độ 10 triệu. Nếu anh em không muốn lắp chụp Akamovic cũng được. Đó, anh em muốn lắp những cái chụp rẻ này cũng được này. Hoặc là anh không muốn lắp chụp cũng được thì vì âm thanh thì nó sẽ ra từ cái bầu này. Anh em nhé, âm thanh nó sẽ ra từ cái bầu này. Đó. Như con kia thì âm thanh nó sẽ ra từ cái bầu kia anh em nhé. Đuôi gió thì nó có giá dao động khoảng độ 2-3 triệu thôi, cũng không đắt đâu. Rất là hợp lý anh em nhé. Chụp thì tùy anh em chọn những cái loại chụp như nào, cộng với bộ on up nào thì giá thành nó sẽ là như thế. Ví dụ như cái bộ này cộng với những cái chụp như này thì giá nó dao động khoảng độ 17, 18, 20 triệu tùy loại em nhé. Còn anh rất nhiều anh em chỉ lắp bộ on up này thôi, tại vì không cần cái đằng Akamovic đằng sau thì cả, chỉ cần lắp một bộ này thôi là ok rồi. Ở thị trường thì có rất nhiều loại on up em nhé. On up khí shop mình cũng có, nhưng thật sự anh em nào không bày ra, tại vì cái loại đấy loại rẻ tiền và người ta không dám bảo hành cho anh em đâu. Còn shop mình thì bảo hành cho anh em một đổi một trong vòng một tháng, lỗi đổi mới luôn trong vòng một tháng luôn anh em nhé. Bao đổi mới trong một tháng, đi có lỗi gì đổi mới luôn, không cần phải sửa chữa thay thế cả, và bảo hành cho anh em một năm. Đó, bô độ ô tô bảo hành cho anh em một năm thì anh em biết là chất lượng nó như nào. Tất cả anh em lắp ở shop mình, rất nhiều anh em lắp đến 4-5 năm rồi chưa anh em nào bị sao cả anh em ạ. 4 năm rồi chưa bị sao cả. Sau mình bô ô tô đã làm được 4 năm rồi anh em nhé. Đó. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về cái bộ siêu khủng này cho anh em này. Đó là cũng là chụp Akamovic. Như anh em nhìn này, carbon. Ở kia cũng chụp Akamovic carbon nhưng mà cái chất lượng thì nó không thể bằng cái cây này được. Cây này thì nó siêu khủng khiếp anh em nhìn từ bên trong. Đó. Cái con này thì tùy xe mà lắp được thôi. Xe nào mà cái hệ thống mà giảm thanh bầu ở cuối cùng ấy mà nó làm ngang, ví dụ như là Mazda 3 này, Mazda 6 này, hoặc là Mac GLC này. Đó, hoặc là những cái con mà cứ có anh em đẩy xe của mình có cái bầu ngang ở dưới, ở đoạn sau ấy, đó, ngang xe, ngang cốp luôn thì sẽ lắp được cái bộ như thế này em nhé. Còn anh em nào mà kiểu là bầu dọc thì sẽ lắp cái bộ như thế này. Những cái bộ như này thì rất đắt tiền anh em ạ. Đó, ví dụ bộ on up kia cộng với anh em mà lắp hai cái như thế kia nhé. Kia là ví dụ hai cái hai bên này, và em lắp một cái một bên cũng được. Đó, giá nó sẽ dao động khoảng độ từ 20 đến 30 triệu. Nó bao gồm cả chụp anh em nhé, bao gồm cả chụp luôn rồi. Nói chung là anh em cứ chuẩn bị cho mình từ 6 đến khoảng 30 triệu, tùy anh em muốn lắp bộ nào cũng được. Chất lượng mình sẽ bao cho anh em là chất lượng sẽ là ok. Đó, bảo hành cho anh em luôn. Còn anh em muốn lắp loại rẻ mà đi tầm một độ 1-2 tuần, 1-2 tháng hỏng vứt đi thì thật sự ra là nó không đáng. Và có những cái bộ mà nó phải can thiệp vào liên quan đến khí ở trong xe nữa. Nó rất nhiều anh không muốn cắt ống, cắt khí thì bên xe, bên mình lắp hoàn toàn zin, không động bất cứ một cái gì liên quan hệ thống điện của anh em cả anh nhá. Chỉ đấu vào cực âm và cực dương mà thôi. Đó, không liên quan đến đi rồi các cửa lên đà điểu, nói chung là nó lằng nhằng trên xe thì rất nhiều anh không thích điều đấy và nó cũng ảnh hưởng đến hệ thống điện của anh em. Nên sau mình không bao giờ lắp những cái bộ rẻ như vậy. Đó, nó vừa không đảm bảo này, nó vừa lòng hoàng này, rất nhiều anh em cũng không thích. Bô độ ô tô thì thật sự với anh em là nó không đắt hơn xe máy là quá nhiều đâu. Nếu mà so với bô chính hãng ấy thì
thì là nó vẫn còn rẻ hơn luôn, rẻ hơn những bô cái bô chính hãng như kiểu là của Ducati hoặc là của BMW, thì những cái bô ô tô này vẫn còn rẻ hơn. Đó, giá nó rất là hợp lý. Còn những cái bô xe máy sau mình lắp những cái bô hàng cao cấp thôi, chứ phải hàng chính hãng nhá, nó cũng lên đến 6-7 triệu rồi, rất là bằng bằng tiền bô độ ô tô luôn. Bô độ ô tô có nhiều con, ví dụ anh em lắp bộ này không thôi thì còn rẻ hơn cả xe máy. Rất là rẻ, rất là hợp lý anh em nhá. Đó. Anh em có nhu cầu mà độ bô ô tô, độ bô xe máy hoặc là mua bằng xe phân khối lớn em nhá, thì cứ liên hệ sau mình. Sau mình thì đủ thể loại luôn. Đấy anh em nhìn này. Z1000, Z800, Z900, CBR, Ducati. Đó. Còn ở bên này nữa, còn vài con xe nữa ở bên này. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ với sau mình. Cảm ơn tất cả anh em xem clip mình nhé.